Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, nằm trong về đề tài về nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2017 và một số dự báo cho năm 2018, chương trình đối thoại của kênh truyền hình VTV đã thực hiện một số chương trình để cùng bàn về tình hình của thị trường tài chính, bức tranh thị trường tài chính trong năm vừa qua, vấn đề lãi suất và một số những vấn đề liên quan tới thị trường tài chính. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời để bàn luận câu chuyện về tín dụng trong năm 2017 đã tăng trưởng như thế nào và một số dự báo cho năm 2018. Hy vọng sẽ có nhiều thông tin và giá trị cho quý vị cùng theo dõi. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Luật sư Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Việt Thinh. Ông Đào Huy Sám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và tín dụng cũng là một vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và đặt câu hỏi cho chương trình đối thoại của chúng tôi. Và hy vọng ngày hôm nay chúng ta cũng có những cái giải đáp và những cái thông tin cho quý vị khán giả. Và trước khi cùng bàn về diễn biến của tín dụng trong năm 2017 và một số dự báo của năm 2018, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. 18,17% là mức tăng của tín dụng trong cả năm 2017, vượt mục tiêu 18% mà Ngân hàng Nhà nước đã đề ra hồi đầu năm. Kết quả này cao hơn so với mức tăng tín dụng giai đoạn 2010-2015, song lại thấp hơn con số 18,71% của năm 2016. Và đây cũng là năm thứ hai liên tiếp mà tăng trưởng tín dụng vượt mức 18%. Tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh khi có đến 80% tổng dư nợ trong năm 2017 chảy vào lĩnh vực này. Trong đó, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 23%, cao hơn mức 18% của cùng kỳ năm ngoái, chiếm 20% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế. Tín dụng lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 32,62%, tín dụng thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 47,36% và tăng 12,94%. Tín dụng tiêu dùng tăng 24,67% so với năm 2016. Riêng đối với các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, tín dụng đã giảm đáng kể so với năm 2016. Tín dụng bất động sản năm 2017 tăng 8,56%, còn năm 2016 tăng tới 12,86%. Tăng trưởng tín dụng BOT đạt 7,43%, trong khi năm 2016 là 17,31%. Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 17%, tổng phương tiện thanh toán tăng 16%. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số con số đáng chú ý liên quan tới tín dụng của năm 2017. Và con số đáng chú ý nhất đó là con số 18,17% của năm 2017 tín dụng cao hơn so với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra ngay từ đầu năm. Vậy thì các khách mời đánh giá thế nào về con số này ạ? Chắc là xin mời ý kiến của ông Lê Xuân Nghĩa. Tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng 18% tín dụng của Việt Nam thì cũng là một cái tốc độ bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Và có thể nói tức là nó cũng xấp xỉ năm 2016, mặc dù chúng ta đạt được một cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Thì cũng có ý kiến cho rằng tức là như thế có nghĩa là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2017 lại không phụ thuộc lắm vào tăng trưởng tín dụng. Nhưng tôi nghĩ là cũng phải nhìn nhận vấn đề một cách nó sâu sắc hơn ở cái chỗ tức là tăng trưởng kinh tế năm 2017 thì nó có hai cái yếu tố quan trọng. Một là yếu tố nước ngoài, tức là đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng khá nhanh, và đặc biệt tức là cái điện thoại Samsung bắt đầu từ quý 3 tăng đột biến. Và thứ hai tức là thép Formosa cũng đột nhiên tức là đưa vào thị trường một khối lượng 1,5 triệu tấn thép. Hai cái yếu tố thêm vào này thì nó chẳng liên quan gì đến tín dụng cả. Nên là Formosa chẳng vay của Ngân hàng Việt Nam, Samsung chẳng vay của Ngân hàng Việt Nam. Cho nên là chúng ta thấy rằng tức là sự tăng cao hơn của cái GDP thì nó là có những cái yếu tố nó ít phụ thuộc vào tín dụng thì đúng rồi. Một vấn đề khác chúng ta thấy tức là cái tốc độ cái cấu trúc tín dụng của năm 2017 thì cũng có một số những cái nét mới so với 2016 và những năm trước, tức là tín dụng dành cho cái khu vực nông nghiệp, nông thôn, rồi dịch vụ du lịch và tiêu dùng nhiều hơn. Đặc biệt tức là tín dụng cho tiêu dùng người tốc độ tăng với một cái tốc độ rất là nhanh, tức là khoảng 5-60% gì đó.
và cũng có nhiều cái nét mới về cái phân bổ tín dụng ở ngân hàng thương mại, tức là có nhiều gói kích thích dân chúng vay, doanh nghiệp vay, rồi liên kết giữa ngân hàng với doanh nghiệp mạnh mẽ hơn để mà vay vốn và quản lý vốn. Và đặc biệt năm 2017 là cái năm có nhiều cái ngân hàng đưa ra cái cơ chế cho vay không có tài sản thế chấp, tức là cho vay tín chấp cả đối với doanh nghiệp và cả và khu vực tư nhân. Và đây là một trong những cái nét rất là mới, tức là nó có một cái gì đấy nó gần giống phương Tây về cái tín dụng hơn là một cái hiệu cầm đồ trước đây, tức là cứ mang đồ đến cầm lấy tiền ra xong hôm sau là vác tiền đến cầm đưa tiền về. Nó có một cái gì đấy tức là nó gắn với lòng tin, nó gắn với cái trách nhiệm quản lý tín dụng hơn là chúng ta theo cái kiểu tín dụng cầm đồ. Và cái đó tức là có một cái sự nỗ lực rất lớn của ngân hàng nhà nước cũng như là của các cái ngân hàng thương mại, đồng thời cũng là cái kết quả của một cái cuộc cạnh tranh tín dụng trên thị trường, dẫn đến cái chuyện tức là người ta phải đưa ra những cái gói nào mà tăng thêm được giá trị cho khách hàng thì được tồn tại hỗ trợ. Điều cuối cùng tôi muốn nói tức là gì, tức là cũng có một số những cái ngân hàng thương mại thì đã cải tiến được cái thủ tục tín dụng nó đơn giản hơn trước. Rồi cái điều quan trọng hơn nữa tức là cái quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng, tức là các cái doanh nghiệp, nó trở nên thân thiện hơn và hỗ trợ lẫn nhau, tư vấn cho nhau hơn. Nhưng mà cái nét, cái điều mà các doanh nghiệp Việt Nam và cả cá nhân tôi thấy rất là vẫn còn rất là bức xúc, đó là những cái lãi suất vẫn còn rất cao so với các nước trên thế giới, và trong khu vực thì lãi suất tín dụng của Việt Nam là rất cao. Thì mình cũng phải hiểu rằng cái lãi suất này thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là lạm phát của Việt Nam thì vẫn còn hơi cao so với các nước. Cái thứ hai tức là với chính vì lạm phát hơi cao cho nên là lãi suất tiền gửi nó đã cao rồi. Cái thứ hai tức là nợ xấu rất lớn, cho nên là mà nợ xấu tức là một khoản tín dụng mất đi, và những khoản tín dụng còn lại phải gánh luôn cả lãi suất của những khoản tín dụng mất đi đấy. Cái thứ ba là một khối lượng rất lớn cái vốn tín dụng ngân hàng thì bị hút vào cái trái phiếu chính phủ, có thể nói tức là 80% trái phiếu chính phủ là đều lấy từ ngân hàng. Và như vậy thì ngân hàng còn đầu tiên còn tức là vốn thì vốn của xã hội nó hữu hạn, nó hút vào chỗ này thì chỗ khác nó sẽ ít đi, và như vậy là lãi suất phải cao hơn. Thì một cái điều đáng buồn của doanh nghiệp Việt Nam mà nó không chỉ là một vài năm mà lâu rồi, từ lâu rồi chúng ta luôn nằm trong cái tình trạng tức là lãi suất của Việt Nam cao nhất. Và đây là một điều mà trong cái thời gian tới đây nó không chỉ là nhiệm vụ của ngành ngân hàng mà của khu vực tài chính. Và cần phải hướng tới để tạo thuận lợi cho cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với một cái nền tảng vốn tài chính nó dễ chịu một tí, nó thấp hơn một tí. Vâng. Riêng về lãi suất thì ngay số đối thoại gần đây nhất thì chúng tôi cũng đã có một cuộc bàn luận rất là sôi nổi liên quan đến việc là lãi suất của chúng ta có cao hay không, làm cách nào để hạ lãi suất xuống. Còn ngày hôm nay thì liên quan đến tín dụng thì chắc là chỗ ông Vinh hay là chỗ ông Giám sẽ có thêm ý kiến về phía ông Vinh. Nếu mà nhìn lại cái bức tranh tăng trưởng tín dụng 2017 thì tôi cho là nó rất là hấp dẫn, lý thú. Có rất nhiều cái điểm mà chúng ta cần phải phân tích rất là sâu và nhìn ra được những cái điểm mà cũng rất là mới trong đó. Nhất là về cái mức tăng trưởng thực tế là 18,7% thì nó cao hơn so với kế hoạch ban đầu mà ngân hàng nhất đề ra. Nhưng nó lại thấp hơn cái mốc mà chính phủ điều chỉnh về sau này. Và cái thứ hai nữa, nó nếu như 6 tháng đầu năm nó chỉ tăng trưởng khoảng đâu đó 10-20% thì 6 tháng cuối năm, đặc biệt là quý 4, thì cái tốc độ tăng trưởng nó khá cao. Đấy, và nó như tôi đồng ý với quan điểm của Nghĩa, tức là nếu so sánh với hệ tương quan về tăng trưởng GDP thì cái mức tăng trưởng tín dụng 18,7% là cái mức hợp lý. Cái điều đó cho thấy rằng là cái vai trò điều tiết của cái ngân hàng nhà nước nói riêng và chính phủ nói chung trong cái vấn đề cái công cuộc lãi suất này nó rất là hiệu quả. Tức là chúng ta không phải chạy theo một cái chỉ tiêu cứng nhắc. Chúng ta cũng không chạy theo những cái chỉ số khác, mà chúng ta duy trì được một cái mức tăng trưởng tín dụng của cả năm, nó rất phù hợp với nhu cầu thực tế của nền kinh tế và nó phù hợp với lại các cái chỉ số khác. Và cái điểm thứ hai nữa là về cái cơ cấu tín dụng năm 2017 thì nó cũng đã có những cái sự chuyển biến rất tích cực như ông Nghĩa đã phân tích. Nó đã có cái sự tiết giảm cái tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao như là
chứng khoán như là bất động sản, và đặc biệt là cái tín dụng cho sản xuất, cho tiêu dùng, cho những lĩnh vực được ưu tiên của chính phủ như là công nông nghiệp công nghệ cao, như là du lịch đã có sự tăng trưởng. Và cái điểm thứ ba nữa, tôi cho là cái thành công lớn nhất cần được nhìn nhận đánh giá đây là chúng ta duy trì mức tăng trưởng như vậy, nó vừa phục vụ được cái nhu cầu phát triển kinh tế, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh, nhưng mà nó lại vẫn đảm bảo các cái chỉ số khác. Lạm phát chúng ta giữ rất ổn định, không tăng cao trong mức mà chính phủ kiểm soát được. Thứ hai là cái giá trị đồng tiền chúng ta giữ được. Thứ ba nữa, lãi suất thì mặc dù như ông Nghĩa nói là có cao, mặt bằng lãi suất vẫn cao, nhưng mà nói chung lãi suất ngân hàng năm 2017 thì nó cũng ở mức ổn định và nó lại có một chút điều chỉnh giảm so với năm trước đó. Thì tôi cho rằng là cái thành công của cái tăng trưởng tín dụng năm 2017 phải nhìn nhận trong một cái bối cảnh tổng thể như vậy, để thầy thấy rằng là cái sự tăng trưởng này là bền vững và hiệu quả, chứ không phải là tăng trưởng nóng, hoặc không phải là chỉ là tăng trưởng theo cái mệnh lệnh hành chính, hoặc là theo một cái chúng ta chạy đua theo những cái chỉ tiêu. Thì tôi cho rằng đấy là những cái dấu hiệu rất tích cực mà cần phải nhìn nhận đánh giá. Vâng, đó là góc nhìn của một luật sư nghiên cứu rất là nhiều về mảng tài chính ngân hàng. Vậy còn doanh nghiệp thì sao ạ? Đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân ạ? Vâng, cảm ơn. Tôi thấy trước hết tôi có một cái chung nhận định với hai anh Nghĩa và anh Vinh là cái mức tăng trưởng tín dụng đó mà nói là nó ở cái mức vừa phải. Và tôi cũng đồng ý với anh Nghĩa rằng người ta không thấy rõ cái mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng với lại tăng GDP, mặc dù nó có tác động, nhưng nó không đến cái mức mà được gọi là chủ đạo hay là quyết định. Và nếu như có tăng trưởng mức cao hơn một chút nữa thì có thể là người ta cũng kỳ vọng hơn. Cái thứ hai tôi cũng thấy là ở đây có một điểm mà thường chúng ta hay bàn, tôi cũng vẫn cứ băn khoăn, là ta hay nhìn cái bức tranh từ năm này sang năm khác. Nếu xét về mặt quản lý, quản trị, kinh doanh ấy, thì chúng tôi muốn là kết hợp cả cái nhìn hàng năm đến một cái nhìn chuỗi dài hơn và thậm chí chi tiết hơn. Ví dụ như là 12 tháng qua, rồi là 3 năm qua và 3 năm mà mỗi một sự thay đổi nó là 1 năm 1. Nếu mà nhìn kỹ thì tôi thấy là vật giá có tăng một chút với tốc độ cao hơn. Và dự kiến năm nay có khả năng cao hơn chút nữa so với năm 2017. Cái đó cũng phải là một sự cảnh giác. Cái mức đầu tư vào bất động sản chẳng hạn thì nó cũng có một phần là không căng lên, nhưng mà vẫn phải đề phòng là nếu nó vọt lên thì thành bong bóng bất động sản chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái thứ hai mà tôi thấy là doanh nghiệp thì quan tâm đến môi trường tín dụng, chất lượng tín dụng và tác động của tín dụng. Thì chỗ này tôi thấy rằng trước hết về tổng thể chính phủ điều hành có tốt hơn trước. Nếu mà so sánh với 1 năm, 2 năm trước thì mỗi sự vận động nó đều có tích cực hơn, vai trò ngân hàng tốt hơn. Nhưng nói về môi trường mà nói thì doanh nghiệp kỳ vọng một sự tiến bộ nhanh hơn và bền vững hơn. Thì tôi thấy cái thứ nhất là một là cái chuyện đầu tư lớn ấy, như anh Nghĩa nói là nó làm tăng cả một số yếu tố bất lợi cho nền kinh tế. Cái thứ hai mà nói về cái văn hóa kinh doanh trong cái môi trường tín dụng và tiếp xúc với doanh nghiệp ấy, thì có tiến bộ, có thân thiện hơn. Nhưng về bản chất mà nói thì chúng ta chưa thay đổi được văn hóa của những người hoạt động ngân hàng, là đâu đó vẫn có cái ban cho, vẫn có quyền lợi cá nhân. Tôi nói ví dụ đơn giản nhất là doanh nghiệp vẫn chưa tự điều chỉnh mình ở chỗ là nếu như ai đấy mà cho anh vay tín dụng thì người ta không đòi hỏi gì thì anh cũng mang cái phong bì đến cảm ơn vào ngày Tết. Đáng lẽ ra một nền kinh tế lành mạnh không có cả cái đó, nhưng ở đây chúng ta có rất phổ biến. Còn chuyện đòi và tính theo phần trăm cụ thể một khi cho vay tùy từng cấp chức quyền hạn thì mức độ mà ăn phần trăm ở đấy còn rất phổ biến và với mức độ khác nhau. Thì cái này tôi nghĩ là thành văn hóa mới tạo ra môi trường tốt. Cái thứ hai là cái chất lượng tiếp cận tín dụng, chẳng hạn như cái gói 100.000 tỷ của Thủ tướng Chính phủ hẹn với nông nghiệp ấy, không phải là đấy là chính phủ bỏ ra 100.000 tỷ để ưu tiên nông nghiệp, mà chỉ là khuyến khích các doanh nghiệp và các ngân hàng bỏ ra một cái khoản vốn có ưu tiên 0,25% so với anh khác để hỗ trợ cho tiếp cận vốn cho nông nghiệp chẳng hạn, thì cũng không giải ngân được nhiều. Và những gói tương tự mà chúng ta ngoài cái việc tăng trưởng tín dụng thì chúng ta còn sẽ ưu tiên thứ bậc với các loại tín dụng mà chúng ta nhằm mục tiêu cũng thực hiện không được gọi là như kỳ vọng, nhưng có tiến bộ tốt hơn trước. Đây là một cái điểm. Và tôi cho rằng cái này cần là tiếp tục duy trì. Và cái thứ ba là tôi rằng trong các doanh nghiệp ấy, thì khi tiếp cận tín dụng và đặc biệt với môi trường quốc tế thì trước đây tôi kỳ vọng môi trường tín dụng là tiến bộ hơn, tín nhiệm cao hơn. Nhưng bây giờ mà khi mà hoạt động với quốc tế thì họ vẫn đòi rất nhiều điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận với tín dụng. Và rất nhiều vấn đề kỹ thuật mà hôm nay không bàn vấn đề kỹ thuật. Nhưng tôi cũng không nói là làm thế nào để doanh nghiệp khi tiếp cận tín dụng thuận lợi thì chúng ta gỡ được một ít, thay đổi một số tín chấp cho cái việc thế chấp trước đây. Nhưng trong kỹ thuật tín chấp còn rất nhiều vấn đề phải bàn. Bởi vì trong tín chấp nói chung doanh nghiệp vẫn thường là tắc, không tiếp cận được tín dụng mà ta không đi vào chi tiết kỹ thuật. Cảm ơn. Vâng ạ.
Vừa rồi thì các khách mời có nhắc khá nhiều tới cái cơ cấu của tín dụng ạ. Thì rất nhiều người khi nhắc tới tín dụng thì nói là tín dụng phải chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vào những lĩnh vực ưu tiên. Nhưng tôi nhớ là trong hai số trước thì ông Nghĩa ông có một cái quan điểm, một quan điểm có lẽ là cũng gây ra nhiều ý kiến. Hôm đó thì chúng ta chưa có thời gian để bàn luận nhiều ạ. Thì hôm nay thì ông Nghĩa có thể trao đổi thêm một chút ạ. Cái điều tôi muốn nói tức là ở các nước phương Tây, ở Mỹ thì người ta tính tổng tín dụng, trong tổng tín dụng của ngân hàng thì chủ yếu là tín dụng tiêu dùng. Tín dụng cho sản xuất kinh doanh nó chỉ chiếm đâu đó từ 15% trở lại. Mà tiêu dùng chiếm tới 71% tín dụng của 15 nước châu Âu mà thống kê của chúng tôi năm 2015. Tức là trong cái thông báo chính thức của cái Eurofast thì nó như thế. Ở Việt Nam chúng ta thì chính sách của chính phủ vẫn hướng về, vẫn theo cái hướng là trọng cung. Nên là cái gì cũng hô hào thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Mà làm như là chỉ có sản xuất kinh doanh thì nó mới tạo ra được của cải xã hội. Nhưng mà sự kinh tế, trong nền kinh tế thị trường thì sự dư thừa có khi còn tàn phá xã hội còn mạnh mẽ hơn là sản xuất. Chính vì thế cho nên chúng ta phải hướng sang một cái tư tưởng chính sách khác. Đó là khuyến khích tiêu dùng. Và đặc biệt tức là khuyến khích cái sự vững mạnh của cái thị trường nội địa để thay thế dần cái chuyện tức là một nền kinh tế hoàn toàn hướng vào xuất nhập khẩu. Và muốn như vậy thì phải đẩy tiêu dùng lên. Và năm vừa rồi thì cái tín dụng tiêu dùng phát triển khá là nhanh, và đặc biệt tức là cả cái ngân hàng thương mại có một cái hệ thống cho vay tiêu dùng nó tương đối hoàn chỉnh trên nền tảng tức là cả cái cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin. Và cho vay tiêu dùng thì phải có cơ sở dữ liệu tốt về khách hàng. Thế thì chúng tôi có đưa vấn đề này ra bàn với cái hội đồng tài chính tiền tệ của chính phủ, thì cuối cùng thì hội đồng quyết định tức là giao cho ngân hàng nhà nước xây dựng cái đề án lớn về cái cho vay tiêu dùng theo cái hướng tức là khuyến khích phát triển cho vay tiêu dùng, và đồng thời tức là khuyến khích các cái công cụ phòng ngừa rủi ro trong cái việc cho vay tiêu dùng, rồi giám sát chặt chẽ hơn các cái công ty tài chính mà nó mọc lên như nấm hiện nay, và có một cái định hướng tức là cho vay tiêu dùng thì các ngân hàng thương mại nên đảm nhận để mà quản lý rủi ro tốt hơn. Và đấy là một cái định hướng rất là lớn để chúng ta thay đổi dần cái quan niệm về cái tăng trưởng kinh tế hướng vào cung, rồi cũng thay đổi dần cái quan niệm tức là chỉ có cho vay sản xuất kinh doanh thì mới ít rủi ro. Không phải, cho vay sản xuất kinh doanh có khi rủi ro khủng khiếp hơn cho vay tiêu dùng. Ông Giang ít ạ? Chứ tôi đồng ý với ông Nghĩa, có hai cái tôi tâm đắc từ mấy chục năm nay cơ. Cái thứ nhất ấy, phải nói trước ấy, đó là nếu như mà hàng tốt mà người Việt Nam dùng và thì nó mới trải nghiệm, nó mới là động lực của cái sản xuất, mà nó mới là cái kinh nghiệm của cái sản xuất. Tôi nói ví dụ như là một công nhân đơn giản, nếu anh không vào một cái nhà tiêu chuẩn xây dựng giống như 5 sao, mới đòi hỏi họ bảo chả lát cái phiến đá mà không được có cái khe nó quá khổ nửa ly, không thể có. Nhưng họ đã vào một nơi họ lát phiến đá kín như một mặt đá mà mài ở trên núi ấy, thì họ có khả năng họ làm được những cái việc như thế. Cho nên là hiện nay chúng ta có chuyển biến qua 3-40 năm qua là chất lượng có gì tốt đem xuất khẩu hết, thậm chí có gì ăn được đem xuất khẩu hết. Đến cái trình độ chúng ta, người ta cũng đem vào nước chúng ta nhập khẩu vào và tiêu thụ hàng tốt. Do vậy thì cái đó trải nghiệm và cái cũng kia là khuyến khích cái công nghệ. Và chúng ta, tôi mong muốn rằng tạo một cái thị trường thông kênh ngang bằng giữa xuất khẩu sang các nước phát triển và tiêu dùng của thị trường Việt Nam. Ví dụ hiện nay là nói thực, tôi là người rất nhạy cảm về mặt thực phẩm. Tôi ăn một cái miếng cá mà trong đó có dư lượng kháng sinh là cơ thể tôi đã báo hiệu tôi ngay. Thì cái con cá ba sa khi tôi ăn ở châu Âu và khi tôi ăn ở Việt Nam, tôi thấy rằng ở Việt Nam người ta đang bán nhiều những cái cá ba sa mà nó là thứ phẩm hoặc là không xuất khẩu được. Thì đấy là một điều rất không nên có. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông Nghĩa nói rất đúng là sản xuất không hẳn là nó sẽ là cái nguồn duy nhất để tạo ra giá trị gia tăng. Và tôi nói ví dụ như trong sản xuất, nó thường nó chỉ chiếm được 20-50%, thậm chí trong hoạt động xuất khẩu và giao dịch quốc tế là 20-30% giá trị. Còn giá trị còn lại là thuộc bao bì, thuộc về nhãn hàng, thuộc về logistics, thuộc về giao vận tải. Và đấy cũng là hoạt động tạo ra giá trị gia tăng mà chúng ta cần chú trọng để phát triển. Cho nên thì để bình luận, tôi chỉ là ủng hộ hai kiến của ông Nghĩa đây, và chúng ta có thể phát triển xong. Vâng. Tôi cho rằng cái câu chuyện cơ cấu tín dụng đó, nó không giống như một cái bánh gato mà chúng ta cắt 5, cắt 6, cắt 7 rồi là bảo là khu vực này thì bao nhiêu, khu vực kia bao nhiêu.
Mà cái cơ cấu tín dụng này nó cũng bị điều tiết bởi thị trường. Trước hết phải được điều tiết bởi thị trường đã, sau đó mới đến bàn tay nhà nước thông qua ngân hàng trung ương. Thế thì cái tín dụng nó như là cái mạch máu trong cơ thể mà, nó cũng lưu thông. Chúng ta nói là khu vực này, khu vực kia, nhưng thực ra là nó có sự tương hỗ với nhau. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có bơm tín dụng vào tiêu dùng, thì trong cái tín dụng tiêu dùng nó cũng có một phần là ví dụ tiêu dùng về nhà ở, mua sắm nhà ở, thì nó cũng lại chảy ngược lại bất động sản. Hoặc là chúng ta có bơm tín dụng vào bất động sản thì nó cũng lại gián tiếp kích thích cái, bởi vì thị trường bất động sản nó có phát triển được, các dự án có triển khai được thì nó mới kích thích cái sản xuất. Đấy, và nó mới kéo theo hàng loạt cái nhu cầu để tín dụng các lĩnh vực khác. Thế thì tôi cho rằng là gì, ở đây chúng ta trong cái cơ cấu tín dụng chúng ta không phải quá lo lắng, quá băn khoăn. Đấy, mà tôi rất tán thành quan điểm của Nghĩa là nên phải xuất phát từ cái cung trước. Bây giờ có những lĩnh vực mà nếu chúng ta xuất phát từ cung hay là từ cầu à? À, xin lỗi, xuất phát từ cái cầu, nhu cầu thị trường để chúng ta điều tiết cái cung, xin lỗi. Có những lĩnh vực sản xuất chẳng hạn, chúng ta cứ bảo ưu tiên cho nó, nhưng mà với cái cơ chế lãi suất hiện nay, với những cái khó khăn trong cái tiếp cận vốn hiện nay thì cũng rất khó để mà bơm được vào. Trong khi đó thì có những cái lĩnh vực mà chúng ta rất dễ bơm vốn vào, mà chúng ta cũng thông qua đó chúng ta kích thích được sản xuất, đó là tiêu dùng. Tôi lấy ví dụ như là mọi người cứ lo sợ cái chuyện là phải đổ đồ vào bất động sản, nó rủi ro, và chúng ta cứ lấy cái việc là ép cái tỷ lệ tín dụng bất động sản thấp xuống để làm một cái thành tích. Tôi cho rằng đấy nó cũng có hai mặt của nó, đúng không? Một mặt nào đó thì nó cũng tích cực, nhưng mặt thứ hai là nếu chúng ta mà làm cho cái thị trường bất động sản nó xuống quá thấp, và nó trao đổi giao dịch nó thành công nó quá thấp, thì rõ ràng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những cái sản xuất khác, những cái lĩnh vực khác chứ không phải không. Thế nên tôi cho rằng là cái cơ cấu tín dụng này nói chung là chúng ta phải xuất từ cái nhu cầu thực tế của nền kinh tế, cái sự điều tiết của nền kinh tế, và ngân hàng nhà nước chỉ đóng vai trò là cái điều tiết thứ hai. Đấy, chúng ta không nên là đưa cái điều tiết ngân hàng nhà nước thành cái điều tiết thứ nhất. Đấy, và bắt thị trường phải đi theo cái đó. Tôi xin có một cái ý là thế này, có thể nó cũng gần gián tiếp hoặc là một nửa gắn với vấn đề chúng ta bàn. Nhưng mà những lần mà trao đổi trước ấy, tôi thấy là có một cái điểm là nhà nước đang nói về điều tiết và can thiệp. Nếu nói riêng về cơ cấu tín dụng thì dường như là cái chuyện nhà nước can thiệp đến mức độ nào và đặt ra một mục tiêu 18-19% không phải là lớn. Nhưng nếu nói về cái hệ thống của ngành ngân hàng và cái vai trò của các hiệp hội và những vấn đề chuyên môn trong ngân hàng ấy, thì thế là về mặt tư duy trung hạn và dài hạn ấy, thì cần phải cân nhắc về cái mức độ can thiệp của cái nhà nước vào cái hệ thống. Tôi thấy rằng can thiệp quá nhiều, và can thiệp thời nào đã can thiệp nhiều là cứng nhắc, mà vai trò hiệp hội xác định các chuẩn mực để tổ chức hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng của môi trường và chất lượng tín dụng thì có vẻ như là chúng tôi mong đợi rất nhiều ở cái hiệp hội này và các ngân hàng này. Ông Nghĩa còn nhớ khi mà trong số trước, khi mà chúng ta cùng đặt cái vấn đề này thì hai khách mời còn lại nói rằng là chúng ta đồng tình là chúng ta thúc đẩy cái tăng trưởng tín dụng dành cho tiêu dùng, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không hướng tín dụng của chúng ta vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bởi vì họ vẫn là gốc rễ, họ vẫn tạo ra của cải vật chất, tạo ra công ăn việc làm, và hiện nay chúng ta vẫn rất là cần thiết để hỗ trợ tín dụng cho cái khối doanh nghiệp như vậy. Thì không biết là sau cái ý kiến của các khách mời như vậy, và tôi cũng hỏi lại một số các doanh nghiệp, một số những chuyên gia sau chương trình đối thoại chúng ta quay ấy, thì họ cũng có cùng cái quan điểm như vậy. Ông nghĩ như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là đúng như anh Vinh nói, tức là cuối cùng thì thị trường quyết định cái cấu trúc tín dụng, tức là tiền đi về đâu là do thị trường nó quyết định, mà đồng tiền này thì nó khôn lắm. Tức là nó sẽ tìm chỗ nào mà nó giống như nước, nó tìm chỗ nào trũng mới chảy đến. Một cái vấn đề thứ hai tôi cũng thấy tức là gì, tức là cái băn khoăn của anh Vinh với của anh Giám cũng đúng, tức là hiện nay cái mức độ can thiệp của ngân hàng nhà nước vào cái hoạt động tín dụng nó còn khá là mạnh. Tôi lấy ví dụ như là kiểm soát cho vay bất động sản, rồi thì là kiểm soát tỷ lệ cho vay vốn ngắn hạn, cho vay trung dài hạn, rồi thì phân bổ hạn mức tín dụng cho từng ngân hàng một. Đấy là cái việc mà có thể nói tức là cái thời anh Cao Sĩ Kim còn làm thống đốc ấy, thì có. Rồi anh Lê Đức Thủy lên thì anh tự do hóa hết, xóa bỏ hết những cái chuyện hạn mức tín dụng này, nó chia chác hạn mức tín dụng này. Thì đến khi chúng ta rơi vào cái khủng hoảng tài chính 2008-2009 nó là bắt đầu quay trở lại.
Thế cho nên là chúng tôi cũng kiến nghị với tại Hội đồng Tài chính tiền tệ của chính phủ là chúng tôi cũng kiến nghị tức là cần phải có những cái bước cải cách về cái quản trị, chính sách nói chung, rồi quản trị các ngân hàng thương mại nói riêng và theo cái hướng tức là lấy chuẩn mực quốc tế làm cái đích, và những ngân hàng thương mại nào đi nhanh được thì cho nó tiệm cận cái đích đấy nhanh. Loại hàng trung thì có một cái lộ trình hàng trung, loại hàng thấp thì có một cái lộ trình đi chậm nhưng mà dứt khoát phải đi theo cái chuẩn này. Vì đây là một cái chuẩn mực đảm bảo một sự minh bạch và hiệu quả cho cái đồng vốn. Tất nhiên là với cái mục tiêu của chính phủ năm nay là dự kiến tăng trưởng GDP ở mức 6,7% và lạm phát thì cố gắng kiểm soát ở mức xoay quanh 4%. Thì tôi cũng vẫn cho rằng là cái mức 17-18% tăng trưởng tín dụng cũng là cái mức phù hợp. Nó cũng không thấp quá, bởi vì nếu như mà thấp quá thì rõ ràng là doanh nghiệp sẽ khó khăn về tiếp cận vốn. Kết thúc năm 2017 thì cái vốn hóa của thị trường chứng khoán gấp đôi năm 2015. Hay nói cách khác là các kênh tạo vốn khác nó đã giúp cho các cái doanh nghiệp và nền kinh tế có những cái nguồn vốn khác tốt hơn. Và cái thứ hai nữa, bản thân khi mà kinh tế chúng ta ổn định kinh tế vĩ mô, các tỷ lệ lạm phát, các tỷ lệ lãi suất được kiểm soát phù hợp và các cái dòng vốn ngoại tệ được kiểm soát phù hợp thì cũng chính là thu hút cái đầu tư, các cái nguồn vốn đầu tư khác. Và vì vậy thì cái việc đưa ra 17% về tỷ lệ tăng trưởng là có thể nói rằng là nó phù hợp. Ngân hàng nhà nước không mong muốn thị trường tiền tệ phát triển quá nóng, không mong muốn cái tín dụng đi ra nền kinh tế một cách vô tội vạ, mà thay vào đó là quan điểm điều hành một cách rất vừa phải và định hướng rất đúng chỗ. Và chúng tôi cho rằng là với cái định hướng như vậy thì chắc chắn rằng là cái tăng trưởng tín dụng trong năm nay chúng ta chắc chắn sẽ đạt mục tiêu, thậm chí chúng ta sẽ đạt được cả cái mục đích là gia tăng về chất lượng tín dụng. Có nghĩa là trước đây thì chúng ta theo đuổi cái câu chuyện là tăng trưởng tín dụng về số lượng, thế nhưng mà bây giờ ngân hàng nhà nước đi theo con đường là tăng trưởng tín dụng phù hợp và nâng cao chất lượng tín dụng nhiều hơn. Thì đối với cái điều hành tín dụng thì ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục đặt trọng tâm trong điều hành, bởi vì đối với thực tế của Việt Nam thì cái vốn cho đầu tư phát triển kinh doanh doanh nghiệp thì thuộc rất là nhiều vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng, cho nên trong điều hành thì thống đốc ngân hàng nhà nước luôn quan tâm và trọng tâm vào vấn đề này. Và trong điều hành tín dụng tiếp tục theo phương châm là mở rộng tín dụng để đi đôi với an toàn hiệu quả, và tiếp tục tập trung tín dụng vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ. Như vậy là chúng ta cũng đã bàn khá là kỹ về cái câu chuyện tín dụng năm 2017, cũng có một số những cái định hướng liên quan năm 2018. Và trước khi kết thúc thì tôi cũng muốn có một cái con số nữa để các khách mời bàn luận thêm. Đó liên quan tới năm 2018, ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 17%, thấp hơn những gì mà chúng ta đã đạt được của năm 2017. Vậy thì các khách mời đánh giá thế nào về cái mục tiêu của năm 2018 ạ? Ông Nghĩa? Tôi cho rằng cả cái nhà điều hành thì bao giờ có một cái tỷ lệ dự phòng. Tức là chắc là họ nói 17 thì có nghĩa tức là cũng có thể trên dưới 1% gì đó. Nói một cách khác tức là họ có một quan niệm là cái tăng trưởng tín dụng 2018 sẽ đâu đó sấp xỉ năm 2017. Trên cái nền tảng tức là họ cũng dự báo là lạm phát nó cũng khoảng của năm 2017. Rồi thì đặc biệt là lạm phát cơ bản core inflation của ngân hàng trung ương thì chắc cũng giữ ở cái mức tức là 1,4 đến 1,6% năm. Rồi họ cũng cho rằng tức là thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường tài chính chưa có những cái gì biến động lớn. Mỹ thì có thể cũng tăng lãi suất rất là dè dặt, chứ cũng không nào tăng ồ ạt được vì lạm phát của Mỹ nó vẫn còn ở mức rất thấp. Nhật Bản thì cũng vậy, tức vẫn là trong cái tình trạng tức là kích thích tiền tệ nhiều hơn tức là kiểm soát tiền tệ. Châu Âu thì cũng đang trong cái tình trạng tức là nới dần cái định lượng, nới lỏng định lượng một chút, nhưng mà cũng đang theo một cái hướng tức là rất là dè dặt chờ đợi một cái sự tăng trưởng vững chắc hơn của cái thương mại toàn cầu. Một vấn đề thứ hai tức là chắc là họ cũng dự đoán là các cái tác động nội địa của Việt Nam, ví dụ như là điều chỉnh giá dịch vụ y tế rồi dịch vụ giáo dục thì dần dần cái tác động của nó vào cái lạm phát nó cũng giảm đi, tức là cường độ nó bắt đầu giảm dần.
Và chắc là chính phủ cũng sẽ điều chỉnh giá điện ở cái chừng mực mà nền kinh tế nó thẩm thấu được, và nó chắc cũng có tác động gì lớn đến lạm phát. Có lẽ là cái dự kiến cái dự báo của họ về kinh tế vĩ mô của năm 2018 cũng sẽ có một cái nền tảng tương tự như năm 2017. Nhưng mà cũng cái phân tích sâu hơn của chúng tôi sử dụng các cái mô hình toán, ví dụ như là time series, thì chúng tôi thấy rằng tức là kinh tế Việt Nam bắt đầu từ quý 3 năm 2016 thì nó bước vào một cái chu kỳ tăng trưởng ngắn hạn. Và cái chu kỳ này nó có thể kéo dài đến khoảng quý 3 năm 2019. Và sau đó thì chu kỳ ngắn hạn này nó sẽ đi xuống. Còn về dài hạn thì Việt Nam đang trong một cái chu kỳ tăng trưởng chậm dần dài hạn. Và cái điều này thì kể cả cái nền kinh tế khó có thể thoát khỏi cái tính chu kỳ như vậy. Và đấy là một điều hiển nhiên. Chính vì thế cho nên cái kiểm soát cái tốc độ tăng trưởng tín dụng ở cái mức độ nào đấy nó phù hợp với cái tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn của GDP là một cái điều mà chắc là ngân hàng trung ương người ta có những cái nghiên cứu cũng khá là sâu, và người ta cũng đưa ra những quyết sách nó tương đối cẩn trọng. Thế còn cũng có một số những cái điều chỉnh của ngân hàng trung ương, ví dụ chúng ta thấy tức là cái tỷ lệ cho vay trung dài hạn từ 50 cho vay trung dài hạn từ 50% thì bây giờ chỉ còn được quy định xuống còn có 45. Như vậy đấy cũng là một thắt lại một chút cái cho vay trung dài hạn, đẩy cho cái doanh nghiệp đi ra thị trường chứng khoán nhiều hơn. Cái thứ hai tức là kiểm soát cho vay bất động sản thì họ có một cái chủ trương tức là cũng không siết chặt nhưng mà cũng không nới lỏng, mà cứ để cho thị trường nó phát triển lành mạnh, tránh cái tình trạng đồng băng và cũng tránh cái tình trạng bong bóng. Thì chính phủ có giao cho Bộ Xây dựng làm một cái đề án rất là lớn về cái thì dự báo thị trường tín dụng dài hạn. Thì theo cái đề án này tôi được tham gia, tôi thấy rằng tức là chúng ta cũng, họ cũng dự báo tức là từ nay cho đến năm 2020 thì chưa có cái nguy cơ gì về bong bóng, bởi vì cung bất động sản vẫn còn rất lớn và cũng chưa có nguy cơ gì về đồng băng. Cho nên là nói chung là chúng ta cứ nương theo thị trường mà hành động để cho đừng có tạo ra cái sốc từ quản lý. Và một cái ý tưởng thứ ba của ngân hàng trung ương về quản lý tín dụng trong tương lai tức là cũng dần gỡ bỏ dần như anh Giám nói tức là các cái can thiệp của ngân hàng trung ương, nhưng mà dần dần thôi, có lộ trình. Cái thứ hai nữa tức là có một sức ép rất lớn từ phía chính phủ cũng như là từ phía doanh nghiệp, tức là làm thế nào để giảm lãi suất. Thì cái thái độ ngân hàng trung ương đối với việc giảm lãi suất thì cũng rất là dè dặt, vì họ nhìn vào cái trung hạn và dài hạn cũng như nhìn vào tất cả những cái chi phí mà hiện nay doanh nghiệp đang phải gánh, kể cả chính thức, kể cả phi chính thức, kể cả những cái dự án đắp chiều năm đấy, kể cả một cái đống nợ xấu mà họ đang ôm, thì họ cũng dám hứa một cách vững chắc rằng là lãi suất có thể giảm. Đây là cái điều mà chúng ta cũng phải thông cảm thôi, vì là nợ xấu của lãi suất đúng phải là vấn đề của riêng ngân hàng. Nó là một cái vấn đề, nó chứng tỏ rằng cái hiệu quả sử dụng vốn chung của toàn bộ nền kinh tế rất là yếu, rất là kém. Là thứ nhất là về cái con số chỉ tiêu đó. Năm nay chúng ta đặt ra mức 17%, thì tôi cho rằng là như Nghĩa nói là chắc là ngân hàng nhà nước cũng đã có những cái tính toán rất là kỹ lưỡng về cái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm như vậy. Còn nếu mà so sánh một cách đơn thuần đó, thì tôi cho rằng cái con số hợp lý. Bởi vì năm 2017 chúng ta đạt được 18,17%. Thì cái GDP chúng ta tăng trưởng 6,1%. Còn năm 2018 chúng ta, Quốc hội thông qua là chỉ GDP là 6,4-6,5%. Thấp hơn một chút so với năm 2017 đạt được. Vậy thì cái tăng trưởng tín dụng nó cũng thấp hơn một chút, thì tôi cho là cũng là cái hợp lý. Cái thứ hai nữa là nếu xét về tương quan với cái kinh tế vĩ mô đó, trong cái bối cảnh là cái giá cả lạm phát, trong cái bối cảnh là cái lãi suất, trong cái bối cảnh là các cái chỉ tiêu khác, thì tôi cho rằng là nếu chúng ta mà duy trì ở cái mức tăng trưởng 1% thì cũng vẫn đảm bảo được cái việc là tăng trưởng GDP ở mức mà chúng ta đặt ra.
Tuy nhiên là tôi cho rằng đây cũng chỉ là như ông Nghĩa nói, đây cũng chỉ là một cái ban đầu thôi. Còn trong quá trình mà điều hành thực tế thì tùy theo tình hình, ngân hàng nhà nước có thể đề xuất chính phủ cũng có thể cho phép là có cái điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến tình hình. Đấy mới là cần cái vai trò điều tiết của ngân hàng nhà nước. Thế còn về cái cơ cấu tín dụng thì tôi cũng nhắc lại cái quan điểm lúc nãy đã trao đổi rất là nhiều đó. Có lẽ là chúng ta tất cả những cái chỉ tiêu về cơ cấu tín dụng chúng ta cũng chỉ là mang tính định hướng. Thế còn cơ bản là cũng phải quan sát cái diễn biến thị trường, cái nhu cầu thực tế của từng cái lĩnh vực của nền kinh tế để chúng ta có cái điều tiết cho nó hài hòa phù hợp. Riêng cá nhân tôi cho rằng là cái năm 2018 thì tín dụng cho tiêu dùng có lẽ là vẫn trong xu hướng tăng trưởng và chúng ta vẫn nên khuyến khích sự tăng trưởng cách lành mạnh để nó thúc đẩy trở lại các cái lĩnh vực khác, trong đó có sản xuất. Thế còn tín dụng cho sản xuất thì tôi cho rằng là chúng ta không phải là chúng ta cứ nói là ưu tiên sản xuất, mà cái quan trọng năm 2018 là chúng ta phải có những thao gỡ thực tế về mặt chính sách để làm sao mà các cái khu vực sản xuất, các cái doanh nghiệp sản xuất mà thực sự cần vốn, người ta phải tiếp cận được vốn. Và cái nguồn vốn nó phải theo xu hướng là giá nó càng rẻ đi. Chứ còn nếu chúng ta cứ nói ý tưởng sản xuất, chúng ta không có những cái tháo gỡ để doanh nghiệp cần vốn vẫn không thể tiếp cận được vốn, thì cái đó không hiệu quả và nó không bền vững. Thế còn lĩnh vực bất động sản thì tôi cho là cũng là như vậy. Tôi cũng rất tán thành ý kiến của anh Nghĩa nói là chúng ta cũng phải nên nương theo thị trường để chúng ta có cái điều chỉnh. Chúng ta không cứng nhắc khóa hay mở, trong chuyện khoái mở mà chúng ta theo thị trường. Và theo cái quan sát chúng tôi thì tình hình bất động sản 2018 thì cũng vẫn đang trong cái đà phát triển là ổn định và tốt. Tôi cho rằng là cái nguy cơ về cái rủi ro tín dụng trong lĩnh vực này trong 1-2 năm tới nó chưa phải là một vấn đề lớn mà cần phải can thiệp một cách thái quá. Thế và cái quan trọng nữa tôi cho rằng là trong cái điều hành của ngân hàng nhà nước thì trên cơ sở những thành công năm 2017, chúng ta cũng phải có một cái điều hành linh hoạt hơn trong 2018 để làm sao cái tăng trưởng tín dụng nó phải phục vụ đắc lực cho cái việc tăng trưởng GDP cũng như là đảm bảo cái ổn định của kinh tế vĩ mô để cho cái nền kinh tế nó phát triển một cách tốt hơn. Vâng ạ. Và chủ trương ngân hàng nhà nước năm 2018 vẫn là điều hành tín dụng cách linh hoạt ạ. Tôi cũng thấy chủ trương đã rất rõ ràng từ đầu năm. Ông giám thế nào? Vâng, cảm ơn. Tôi thấy là thứ nhất là tôi thấy có một cái sự chắc chắn ổn định khá toàn diện trong cả cái điều hành của nhà nước về mặt kinh tế vĩ mô rồi những điều hành cụ thể lẫn cái niềm tin tưởng của khu vực kinh tế tư nhân hay là người dân. Nó có một cái điểm là tính toàn diện này và chắc chắn này, ví dụ như là cân bằng các chỉ tiêu vĩ mô ổn định này, rồi là coi như là tỷ giá điều chỉnh chặt chẽ và không có sự khả năng đột biến này. Thế rồi là coi như là các cái lĩnh vực khác điều hành thì mang tính hệ thống thì có một cái là hạn chế ở đây là không có đột biến và không có tăng nhanh. Nó vẫn ở đâu đó như một cái cách của năm 2017 và có thể khá hơn một chút. Đấy là cái mà tôi hay là cái cảm giác chung. Ngoài thị trường chứng khoán thậm chí có biểu hiện là có phần hơi lạc quan tếu. Có người nhận định là thị trường chứng khoán tăng năm nay là 100%, lên đến tận chỉ số giá là 2.000. Thì tôi cho là nếu như biến động đến như thế là lạc quan tếu và mang những yếu tố bong bóng lại còn là nguy hiểm. Thế còn nói chung thì tôi trông đợi rằng và đánh giá rằng năm nay tín dụng thì có thể tăng cao hơn cái mục tiêu mà đề ra 17% đó, mà nó nằm dưới 20%. Cái thứ hai là tuy không tác động trực tiếp đến GDP, nhưng tôi cũng đánh giá rằng GDP sẽ đạt ở cái mức tiệm cận 7%. Với cái bối cảnh chung mọi yếu tố về cơ bản đều tương đối tốt như này, thì đấy là chỉ ý kiến rất là ngắn gọn về những cái mà tôi đánh giá và kỳ vọng. Xin cảm ơn các khách mời. Ông Nghĩa có muốn bổ sung gì không ạ? Tôi muốn nói thêm một ý, tức là như anh Giám nói là cái lòng tin ấy. Người ta ở Việt Nam mình thì lòng tin thì không phải chỉ dựa vào cái mục đích chính sách của chính phủ đấy, bởi vì nhiều khi chính phủ nói ra cái mục tiêu như chính sách nhưng mà cũng không làm được, và rất nhiều lần cũng làm được. Nhưng lần này dân chúng người ta tin và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế người ta tin là gì? Tin ở cái cách mà chúng ta thực hiện chính sách, tức là nó kiên trì hơn, nó dài hạn hơn, nó không đánh đổi những cái mục tiêu dài hạn để lấy những cái mục tiêu ngắn hạn, những cái động cơ chính trị, và nó có vẻ chuyên nghiệp hơn, nó có vẻ gọi là quan tâm nhiều đến cái lợi ích thực sự của nền kinh tế
trong cái bối cảnh mà chúng ta hội nhập quốc tế mà có cái sự tham gia rất lớn của các nhà đầu tư nước ngoài vào đây. Nói tóm lại tức là người ta tin vào cái cách mà chính phủ thực hiện những cái điều mình nói hơn là chính cái điều mình nói. Thì lần này tôi đề nghị về giảm là đây là cái đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài chứ không phải là chỉ của chúng ta đó. Tức là chúng tôi không phải tin vào những cái điều gì, những cái mục tiêu anh đặt ra, mà chúng tôi tin vào cái cách mà anh hành động. Cái cách anh hành động làm cho chúng tôi tin rằng là anh có thể đạt được cái đó, và anh có thể không đạt được cái đó. Thì lần này người ta thấy tức là chúng ta làm ăn bài bản hơn, không có ngắn hạn đá đít dài hạn. Chúng ta làm ăn nó có vẻ chuyên nghiệp hơn, và chúng ta tôn trọng những cái điều mà chúng ta hứa hơn. Tức là nói tóm lại là một cái kỷ luật chính sách, một cái kỷ luật thị trường nó tốt hơn. Thì lần này cái đó tạo ra lòng tin. Lần này có vẻ kỷ cương hơn, kỷ luật hơn, và kiên trì để đảm bảo được cái mục tiêu dài hạn hơn. Tôi thì cũng cho rằng như vậy. Nhà đầu tư rất là thông minh, thị trường rất là thông minh, doanh nghiệp rất là thông minh. Khi mà người ta không có niềm tin thì không thể nói là chính sách anh tốt, đúng được. Còn khi thị trường có niềm tin, nhà đầu tư có niềm tin, hứng khởi, thì rõ ràng là nó chứng tỏ rằng là cái đó là đáng tin thật. Thì cái mục tiêu và những cái chính sách, giải pháp thì chúng ta năm nào đặt ra. Và năm sau là cao hơn năm trước. Nhưng mà cái kết quả thực hiện được thì năm nào cũng rất ít năm được hoàn thành. Trừ năm 2017 chúng ta hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu mà Quốc hội đã thông qua, 13 chỉ tiêu. Thế nhưng mà cái đó thì một phần thôi, nhưng mà cái chính thì tôi cũng rất đồng tình quan điểm nghĩa là nó là cái phương châm hành động và cái tinh thần hành động chính phủ và các bộ ngành. Thì lần này thấy rõ nó chuyển động rất là tích cực. Mà doanh nghiệp thì người ta cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả những cái, khi đã đầu tư kinh doanh người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả những cái đó. Cái người ta quan tâm là chính phủ có đồng hành với người ta thực sự hay không, và có đứng bên cạnh người ta thực sự hay không. Từ cái tâm của chính phủ, chứ không phải là ông nói thôi, nhưng mà đến lúc người ta có cái chuyện gì thì anh bỏ rơi người ta. Hoặc là anh quay lưng đi. Thì cái lần này là doanh nghiệp đã nhìn thấy là một cái chính phủ thực sự là nó như thông điệp đưa ra từ đầu nhiệm kỳ là gì, chính phủ kiến tạo phát triển đồng hành doanh nghiệp. Thì lần này thực sự là doanh nghiệp đã thấy là cái dáng dấp của chính phủ kiến tạo đây, và đặc biệt là dáng dấp của cái chính phủ đồng hành doanh nghiệp đây. Thì tôi cho rằng đấy là cái tạo niềm tin ghê gớm. Đấy, chứ còn cái hiệu quả của sự hỗ trợ thực sự như nào thì nó là một câu chuyện còn ở phía trước. Nhưng mà cái quan trọng là chính phủ đã thấy, doanh nghiệp đã thấy chính phủ đứng bên cạnh họ. Vâng ạ. Vâng, thưa các khách mời, năm nào cứ vào đầu những năm mới chúng tôi cũng thực hiện các chương trình đối thoại để nhìn lại năm cũ và đánh giá năm mới. Năm trước tôi nhớ là vào đầu năm 2017 cũng có những cái thông điệp lạc quan hơn một chút về tinh thần của các doanh nghiệp, của các chuyên gia, nhưng vẫn còn có một chút hồ nghi là không biết là liệu những cái gì mà chúng ta đề ra chúng ta có kiên quyết và quyết tâm làm hay không. Thì rất là vui là vào những chương trình đầu năm mới của năm 2018 thì đã thấy một cái tinh thần lạc quan hơn, một cái sự chắc chắn hơn, một sự ổn định, một sự bền vững hơn của không chỉ nền kinh tế mà còn ở cái tinh thần, ở cái sự lạc quan, cái niềm tin của doanh nghiệp và của cộng đồng đối với chính sách mà chúng ta đưa ra. Thì chúng tôi thực sự là cảm thấy cũng rất là vui khi mà thực hiện một chương trình đối thoại như thế này vào đầu năm. Chúng tôi quay lại câu chuyện tăng trưởng tín dụng thì cũng là một phần trong cái bức tranh kinh tế nói chung của chúng ta, và chúng ta cũng hy vọng là sẽ có những thêm những cái thay đổi, những cái bước tốt hơn để có thể giúp cái câu chuyện tín dụng đạt được cả chất lượng, về không chỉ số lượng mà cả về chất lượng, không chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài mà thậm chí là cả bên trong, cả từ cách tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, từ lãi suất của doanh nghiệp, rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến tín dụng. Chúng tôi rất là cảm ơn khách mời đã đến với trường quay của đối thoại và chia sẻ những thông tin mà tôi nghĩ là hoàn toàn đáp ứng được những gì mà khán giả của chúng tôi mong đợi trong một chương trình như thế này. Một lần nữa thì chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng với đối thoại trong những năm tiếp theo ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.